Đây, bước vào khoang lái này. Mình sẽ để đổ lên nhé. Cầm hai chìa khóa hai xe luôn. Đây có nút e-con này để mọi người có thể kích hoạt chế độ lái xe tiết kiệm. Màn hình đây thì cũng không quá là to. Đây là bản L cho nên là có đầy đủ các phím bấm như là rảnh tay này, ra lệnh bằng giọng nói này, điều khiển nút trên đấy này, trên đồng hồ này. Đây là set cruise control này. Chào anh em nhé, hôm nay mình lại chạy sang chỗ Phúc Lâm Auto của một người anh mình. Ở bên này đang chào bán hai cái xe Honda CR-V, thực ra là 3 chiếc, nhưng là hai chiếc dòng 2018 và một chiếc dòng 2022. Hai chiếc mình có ở đây đều là dòng 2018, đời 2018. Nó một cặp trắng và đen. Bên này còn cái bản 2022 thì như là màu xám. Đời 2018 này thì mình thấy là chuyển sang form mới từ form cũ. Chuyển sang form mới thì thấy khá là hay. Mình thích nhất là cái vành này này. Mình thích nhất là cái vành dao phay này. Chuyển sang đời 2022 thì nó ra vành kiểu bông hoa. Đẹp hơn. Và đặc biệt là bản này thì chưa có Honda Sensing. Sang 2022 thì sẽ có một cái cặp radar ở đây, Honda Sensing. Ở đây là quốc lộ 3 nhé, cho nên lượng xe cộ đi lại rất là đông. CR-V đời này bắt đầu có 7 chỗ, có hàng ghế thứ hai, nhưng mà cá nhân mình thấy là CR-V chỉ nên có 5 chỗ thôi. Xe thì chỉ nên có 5 chỗ. Từ trước 2018 thì tất cả các đời CR-V đều hả? Các đời CR-V ở Việt Nam đều là xe 5 chỗ hết. Cái form này thì là nó thon lại dài. Đời trước thì lại đời trước 2018 thì nó lại hơi cao. Cao to to ngang ở phần trên này. Đấy. Đèn hậu các thứ thì cũng được. Không quá đẹp, nhưng mà mình thích cái bộ vành như này. Vành 18 nhé. Lốp 235/60 R18. Đèn pha LED này, động cơ 1.5 turbo nhé. Đây là khoang lái này. Form này thì đẹp, nhưng mà cái không gian ở trong này hơi nhỏ. Không gian ngồi đây mình cảm giác hơi nhỏ. Nhưng mà ghế được làm khá là thuận với cái form dáng của người Việt, ghế chịu chỉnh điện.
Đây Mazda CX-5 này, đời này thiết kế này thì cũng khá là lâu rồi, không phải là đời cao nữa. Em xin nhé. Anh ơi, cái xe đen này chìa khóa đâu anh nhỉ? Em mượn. Đây, bản xe đen mình có chìa khóa rồi. Xem bên trong nhé. Bên trong thì nói chung hai bản là bản cao cấp hết. Form ốp gỗ giống nhau này. Hộp số vô cấp CVT. Đấy, cửa sổ chơi toàn cảnh đây. Mình để lật cái ghế này xuống này. Chưa biết lật cái ghế này như nào đã đây. Có sợi dây đây. Hàng ghế thứ hai này mình thấy cũng tương đối là nhỏ. Khoảng để chân nó không quá lớn đâu. Cái này chắc trẻ con ngồi được thôi. Nhưng lại có cửa gió điều hòa nhé. Hàng ghế thứ hai thì không quá là rộng mà đủ dùng. Mình thấy duỗi chân như này là ổn. Đây là toàn bộ khoang lái này. Chiếc này thì chào bán hơn 800 thì phải. Đây này nó có đây là cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai này, có hai cổng sạc USB nữa. À, đời này thì vẫn chỉ là có các hộp để đồ đơn giản thôi, chưa có cái sạc không dây. Cửa sổ chơi toàn cảnh đấy, cái này là trang bị được rất nhiều người Việt yêu thích. Cá nhân mình thì mình cũng không thích khoái cửa sổ chơi lắm. Chỉ cần cái thao tác chủ yếu là bên trên cái khoang lái này nó dễ thao tác. Đây là khoang hành lý rồi. Honda CR-V 2018. Thực ra là mình là thích cái kiểu mà gập xuống là nó phải phẳng cơ. Chứ lại không gồ lên như này thì được. Đấy. Đây bước vào khoang lái này. Mình sẽ để nổ lên nhé. Cầm hai chìa khóa hai xe luôn. Đây có nút icon này để mọi người có thể kích hoạt chế độ lái xe tiết kiệm. Màn hình đây thì cũng không quá là to.
Đây là bản L cho nên là có đầy đủ các phím bấm như là rảnh tay này, ra lệnh bằng giọng nói này, điều khiển nút trên đấy này, trên đồng hồ này. Đây là set cruise control này. À, ở đây có một tính năng là mở cốp từ vị trí tài xế. Cái cần số này ấy, mình thấy là để bố trí như này thì thấy khá là ổn. Khi mà cái công thái học từ tay cầm như này, các bạn nếu mà để ý sẽ thấy một số xe MPV ấy, thì họ thường làm cái cần số như thế này. Hoặc là xe bạn nào mà đi hay ngồi xe transit 16 chỗ thì để ý là cái cần số cũng bố trí kiểu như thế này. Cái cách bố trí như này ấy, thì là mình thấy nó cho người lái nó dễ kiểm soát hơn. Cái thao tác vào số các thứ thì nó dễ dàng hơn. Để phanh tay điện tử của brake hold này. Đây là bệ tỉ tay phía sau này. Với cái tầm vóc dáng như mình cao 1m71 thì để tay ở đây, khi ngồi lái để tay ở đây và tay vươn lên trên này rất là vừa tầm. Cái việc không quá với, không quá bị với xa mà chỉ rất vừa tầm như này. Đây là động cơ 1.5 turbo nhá. Động cơ này thì cũng rất là quen thuộc với người dùng Việt Nam, tính rồi đã được khoảng 5 năm rồi. Không những được Honda cung cấp trên xe CR-V mà còn có trên Civic này. Accord nữa. Accord cũng là một chiếc xe hay. Tuy nhiên là do giá bán quá là cao thành ra là xe Accord này không đến được với người tiêu dùng. Cũng mình thấy cũng số lượng xe đi ngoài đường thấy cũng lác đác thôi, không quá là nhiều như bằng chiếc CR-V này. Hình như là City cũng có một chiếc 1.5 thì phải, 1.5 Turbo City và Honda Jazz. Cái đời 2018, thời điểm 2018 mà có thêm một chiếc Honda Jazz nữa, cũng trang bị máy Turbo, nhưng mà hiện giờ thì Honda không bán cái xe đấy nữa, dừng phân phối rồi. Động cơ này thì bền lành, mọi thứ ok, chuẩn chỉ. Hộp số CVT dễ lái, dễ sử dụng. Đấy, đây là cả hai chiếc CR-V 2018. Ở đây là mặt đường quốc lộ 3 này, rất là đông xe đi lại nên các bạn thông cảm của mình nhé. Mình thì mình ưng màu đen, là màu đen đi sẽ đỡ bị bụi bật hơn là màu trắng. Màu trắng đi thì dữ. Ok, vừa rồi là những trải nghiệm nhanh của mình về chiếc Honda CR-V 2018 hai màu trắng và đen này. Mọi người thấy CR-V thế nào thì để lại bình luận ở phía dưới nhé. Giữa CR-V và CX-5 thì các bạn chọn xe nào? Tucson cũng là một cái lựa chọn khá là hay. Nhưng mà mình thích, vẫn thích xe Nhật hơn. Với cả cái dáng xe CR-V này nó trường dáng hơn, thon dài, lại hợp ý mình nữa. Cả hai chiếc này đều đang có giá là hơn 800. Mọi người quan tâm thì có thể liên hệ Auto Phúc Lâm nhé. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau nhé.